Sau khi khống chế được COVID-19, đến đây gần như mọi sinh hoạt và hoạt động của thành phố Đà Nẵng đã trở lại bình thường. Thành phố Đà Nẵng đã hoàn toàn trở lại với nhịp sống bình thường sau khi đại dịch COVID-19 quét qua. Tiếng loa tuyên truyền chống dịch nơi công cộng đã tạm dừng, nhưng hầu hết người dân thành phố vẫn chấp hành đeo khẩu trang khi ra đường. Bà Theo cũng đã trở lại nghề lâu năm của gia đình là bán bún tươi, mì Quảng tại nhà và không quên các biện pháp phòng dịch. Dịch vừa qua rồi chứ cũng buôn bán bình thường rồi. Thành phố cũng vui vẻ, cũng yên tâm. Bạn lại mình cũng đeo khẩu trang, đeo găng tay, còn họ vô mình phải cách ly ra 1 mét. Hai ngày nay, người dân Đà Nẵng cũng đã có thể tự do ra vào các chợ mà không còn phải mang theo thẻ đi chợ như hơn 1 tháng qua. Nhưng các biện pháp phòng dịch ở những nơi đông người như thế này thì vẫn được thực hiện nghiêm túc. Bà con cũng như hộ kinh doanh đến là không phải dùng phí đi chợ nữa. Nhưng mà đến hôm nay thì trước khi vào chợ thì mình cũng giữ sát khuẩn và đeo khẩu trang. Hướng dẫn anh em là thường xuyên là các cổng cửa là hướng dẫn bà con. Khẩu trang này, nước sát khuẩn, kể cả là mình có mang theo cả xà phòng nước nữa, cũng thành một thói quen rồi. Nếu như không có dịch thì mình vẫn mang như thường. Mọi sinh hoạt gọi là bình thường, con cháu vẫn đi học lại rồi trở lại cuộc sống bình thường. Không có khó khăn như lúc đầu nữa. Trừ các loại hình ba karaoke, massage, vũ trường vẫn tạm dừng, thì mọi hoạt động khác đều đã được cho phép hoạt động bình thường. Người Đà Nẵng đã sẵn sàng bắt tay vào hồi sinh thành phố du lịch biển nổi tiếng sau COVID-19.